Hôm nay chúng mình hãy cùng học số đếm từ 1 đến 10 bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Let's learn how to count from 1 to 10 today. 1. Số 1. 1. Một chiếc bánh. 1. Một cái bình nước. 1. Một con công. 1. Một chú khỉ. Số 1. 1. 2. Số 2. 2. Hai cái nơ. 2. Hai quả dâu tây. 2. Hai con búp bê. 2. Hai cái tên lửa. 2. Số 2. 3. Số 3. 3. Ba cái cây. 3. Ba cái xe máy. 3. Ba cái bánh. 3. Ba bông hồng. Số 3. 3. 4. Số 4. 4. 4 chú ong. 4. 4 bông hoa hướng dương. 4. 4 miếng dưa hấu. 4. 4 hộp quà. 4. 5. Số 5. 5. 5 quả cam. 5. 5 quả đu đủ. 5. 5 cây nấm. 5. 5 bông lúa. 5. 6. Số 6. 6. 6 bạn thỏ. 6. 6 cái ô tô. 6. 6 ngôi sao. 7. Số 7. 7. 7 cái Rubik. 7. 7 cái diều. 7. 7 cốc cà phê. 7. 7 quả chuối. Số 7. 7. 8. Số 8. 8. 8 con ếch. 8. 8 cái răng. 8. 8 chú gấu. 8. 8 quả trứng. 8. 8 con mèo. Số 8. 8. 9. Số 9. 9. 9 con tôm. 9. 9 con khủng long. 9. 9 cái khinh khí cầu. 9. 9 cái ô tô. Số 9. 9. 10. Số 10. 10. 10 cái kẹo. 10.
10 quả bóng. 10. 10 chú thỏ. 10. 10 con ong. Số 10. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Bé hãy nhấn đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều video clip nữa nhé.